Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Ở các video trước, mình đã cùng với anh em đóng gói những cây organ của nhà Kidman tại showroom 98 Bành Văn Chân và tiến hành chuẩn bị hàng. Thì hôm nay, tất cả sẽ được mang lên xe, vận chuyển đến đại lý tại Hà Nội. Mời anh em theo dõi video nhé. Đơn vị vận chuyển đã có mặt, đội bắt đầu kiểm tra, ghi lại thông tin và số lượng hàng đầy đủ trước khi mang hàng để lên xe. Từng kiện hàng đã đóng gói cẩn thận, lần lượt được mang lên xe. Một người ở trên xe sắp chỗ, những người khác sẽ mang hàng lên. Vì số lượng hàng nhiều nên hàng trong xe sẽ được sắp xếp lại thuận lợi cho những thùng tiếp theo được đưa vô dễ dàng. Đây là những thùng hàng organ K200. Vì có khối lượng nhẹ nên đàn được mang ra xe lần lượt mà không mất quá nhiều thời gian. Các anh làm việc với sự hăng say, nhiệt tình, khoáng chốc, các thùng K200 đã đầy. Rồi đến với SV800 được canh chỉnh cẩn thận trước khi đưa vô, nhân viên bước lên và khiêng thùng đàn điều chỉnh lại vị trí một cách thuận lợi nhất trước khi cố định đàn. Cuối cùng sẽ là những thùng K350 chậm nhưng không kém sự chu đáo, được mang đưa vào thùng xe thật dễ dàng. Và những kiện cuối cho chuyến đi Hà Nội của Minh Phụng Music đã hoàn tất. Nhân dịp có buổi nhận hàng tại showroom 98 Bành Văn Chân, mình xin giới thiệu đôi nét về cửa hàng cho các bạn nha. Tại đây bạn sẽ tìm được cho mình những nhạc cụ đúng nghĩa từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới như Pianoker, Yamaha, Kanabe, những chiếc đàn dương cầm sang trọng độc đáo cùng các mẫu guitar acoustic cổ điển. Với gần 20 năm thành lập và phát triển, Minh Phụng Music là đơn vị tiên phong mang những sản phẩm hiện đại và cao cấp đến với người tiêu dùng Việt Nam, đem lại cho người chơi những sản phẩm tốt nhất, thể hiện đẳng cấp và phong cách riêng của mình. Hẹn các bạn ở video lần tới, mình sẽ cùng mọi người tham quan và tìm hiểu showroom 98 Bành Văn Chân một cách chi tiết hơn. Và đó là video tổng hợp về toàn bộ quy trình chuẩn bị đàn chuyên nghiệp. Cảm ơn các bạn đã xem video lần này. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe, vì đó là động lực giúp Minh Phụng Music nỗ lực hơn mỗi ngày. Khi muốn trải nghiệm trực tiếp các mẫu đàn tại showroom, các bạn có thể ghé Minh Phụng Music hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.